em lên cái hàng phôi bộ cho các bác trước nha. Cái hàng phôi bộ ở đây thì nó sẽ có cái hàng to như này và cả hàng bé nữa cho mình ạ. Ở chất liệu gỗ đây là sậm đỏ nhá. Đây em cho chị một cái bộ nhỏ này lên nữa đi. Xong rồi để nó để sẵn này thì mình bê xuống dễ. Nhà mình mua hàng liên hệ số điện thoại giúp em 0983185998, em chạy số dưới màn hình các bác nhé. Em lên cái bộ này sẽ gồm có hai cây này. Bộ hai cây này thì mã số ở đây là 76, mã số 76 ạ. Gồm có hai cây và giá em đang bán là 300.000 đồng cho hai cây tay treo như này các bác nhé. Đây ạ. Hai cây tay treo ạ. Đấy các bác nhìn rõ không? Cái lũa của nó này các bác nhìn này. Đấy em đặt sát để các bác xem lũa nhé. Để giữ một chút để các bác xem lũa nó được kỹ. Đây là hàng phôi các bác nhé, hàng phôi nó sẽ không như là cái hàng mà mình đã làm sẵn động máy móc giấy ráp các thứ đâu. Nên các bác thông cảm cho em nha. Đấy em cũng phải nói nó như thế này cho nó dễ các bác ạ. Bởi vì nhiều bác thì về là cứ thắc mắc là hàng thế này hàng thế kia. Đấy nhưng mà nó các bác cũng được xem kỹ đúng không ạ? Các bác cũng được xem kỹ trên màn hình như này. Em dơ rất là gần luôn, thậm chí là còn không quay hết lên mặt. Bởi sao? Bởi vì là để cho nó gần ấy. Em lên tiếp một cái bộ này nhiều cây. Mã số 82. Nhà mình ơi hôm qua ấy thì là em cũng đánh số đầu từ 80 trở đi. Nhưng mà hôm nay em lại kiểu bị nhầm ấy, em quên ấy, em vẫn đánh số từ số 80 trở đi. Nên là nhà mình khi mà nhà mình mua ấy, nhà mình để ý giúp em là cái ngày hôm nay là ngày bao nhiêu nhá. Thì để cho nó chuẩn và đọc giá luôn cho em với. Đấy em lên cái bộ này thì là mã số 82 này. Mã số 82 em bán là 360.000 11 cây. 360.000 11 cây nha nhà mình ơi. Đây một này. Hàng này em vừa mới rửa xong các bác nhìn thấy nó còn có độ ẩm này. Thế nhưng mà nó khá là trơ lũa rồi các bác nhá. Sẽ có con nó còn một chút rác và sẽ có con nó sẽ được trơ lũa. Nó sẽ sạch sẽ như này các bác này. Đấy, nhưng mà như cái lô này này em vừa mới rửa ngày hôm qua thì là có một chiếc to trong này này. Thì cái lô này rửa ngày hôm qua mà nhà mấy ngày hôm nay chỗ em nó mưa nhiều ấy, nó không được ráo hàng. Trong này có bộ này có một chiếc này to. Đây và một chiếc này nữa. Là hàng to. 82 11 cây 360. Đây này nó vẫn còn ướt nguyên đây này các bác này. Có hai cây to còn lại là hàng bé. Đấy cái này còn một tí tẹo cát đất. Hàng bé này rửa nó cứ bị bay ấy các bác. Này, các bác nhìn lũa này. Đấy, để cái dáng nào thế nào cũng được luôn nhá. Này, em quay rất là sát và cận cảnh cho các bác xem luôn để tránh cái trường hợp là mình thắc mắc ạ. Và em thì nói chung là em làm ăn thì rất là uy tín. Thế nên là các bác có khiếu nại gì có như nào đấy thì em vẫn giải quyết thôi. Đấy, con này nó còn vẫn còn con này nó xù xù bì bì như này này. Nhưng mà nó còn đang ẩm. 11 cái tất cả. Em đếm đủ rồi, em quên mất không đếm lại rồi. Nhà mình quay lại video đếm từng chiếc hộ em với. Đấy, chuẩn chỉ các bác nhá. Hàng em bao ship ạ. Cái giá này là giá em bao ship, hàng này là hàng bé mini nhá. Mini, hàng mini. Tiếp theo là con số 77. Mã số 77. Giá em đang bán của sản phẩm này là vẫn còn chưa thấy đâu. Ghim vào con nào rồi đây. 330.000 7 cái. Quá là đẹp các bác ạ. 330.000 7 cái này, các bác nhìn cái thớ lũa này. Đó, này, dáng núi này. Đấy, bác nào mà bỏ chậu thì đúng ý luôn nha. 330.000. Bao ship cho nhà mình rồi. Nhà em đi đơn bao ship từ bên trên 300.000 trở đi. Hai này, ba này, con tay treo này các bác này. Xinh chưa? Ba này. Bốn này. Năm này. Đó, năm này. Sáu này. Xinh không? Con này đẹp lắm luôn này. Con này rất là đẹp luôn mà nó lại có cái này. Đấy các bác nhìn lũa này. Đây em đánh rất là gần máy quay luôn thì các bác nhìn nó cụ thể. Không bao giờ bán làm hàng linh tinh đâu. Đấy, chiếc cuối cùng này nữa, 77 nha các bác ơi. Rồi em chuyển qua mã khác. Em lên cái mã này là hàng đơn. Cái này nó hàng đơn, có 3, 4 con hàng đơn. Con này cũng hàng đơn. Không có số đằng sau là hàng đơn. Bạn này là hàng đơn các bác ơi, có mấy con hàng đơn em lên luôn. Chất liệu gỗ sậm này, con này có cái dáng rất là bay luôn nhá. Cái này thì các bác làm được một con trụ để ghép gáo dừa luôn rồi đấy. Đây, soi lũa nhá. Đây, các bác nhìn nhá, dáng rất bay ạ. Nhà mình để ngang dọc hay để nghiêng như này đều được. Đặt bể cá cũng rất là ok nhá. Đặt ngược lại cũng được. Bạn này em lên mã số 83 giá là 250.000. 250.000 nhá. Anh ơi, anh tắt máy đi giúp em khoảng độ 5 phút. Sau anh lại làm tiếp. Tiếp theo là mã số 81 giá 150. Ví dụ như cái mã này là 150.000 nhá. Thì nhà mình giúp em chọn lấy thêm một mã nữa đi. Cho em đủ đơn 300.000 nhá. Tất cả các đơn phải được đơn đủ đơn 300.000 thì nhà em mới bao ship được. Đấy, tất cả các đơn các bác nhá. Nên nhà mình cố gắng là chọn giúp em thêm mã nữa. Những con như này các bác làm treo dề hoặc là ghép trụ đều rất là ok rồi. Tròn nhá. Tiếp này, còn một con nữa này. To này. Con này em vừa rửa xong nó còn đậm màu đây này. Chất liệu gỗ kháo nhá. Con hàng đơn này là gỗ kháo. Em lên mã số 79. 79410. 79410.000 con này nhá. Tay cành luôn này các bác này. 79410.000 rất là đẹp. Bạn này rất là đẹp luôn nhá. Những cái thớ lũa của nó rất là đẹp luôn đấy ạ. Chất liệu gỗ kháo ở ngoài của nó sẽ là màu nâu, các bác nhìn cái đằng sau này. Đây nhá. Con này bác nào đặt bể cá thì đen nhánh luôn. Đẹp nhá.
Đó. Tiếp một con này nữa là một con siêu phẩm ở trong cái mã ngày hôm nay này. Nó lũa gần như là đến 90% hai mặt luôn các bác nhìn này. Đây là nó còn chưa khô các bác nhá, em rửa vội, nói chung là em rửa vội em cho lên luôn ý. Em thấy nó đẹp quá em cho lên luôn. Em để kỹ cho các bác nhìn này. Quá đẹp luôn các bác, hai mặt. Mặt nào cũng đẹp, con này tròn u luôn, các bác ngửa ra làm chậu hoặc là đều đặt trụ hoặc là đặt ang đều rất là đẹp nhá. Bạn này thì xem nào. Bạn này em để kim giá chỗ nào đây? Không ghim à? Chị không ghim mã à? Bạn này em không lại rơi mất tờ giấy rồi các bác ơi. Nhưng mà bạn này em để giá là 660 nhá. Giá trong này là 660 vì em vừa mới lên mã xong mà. Em vẫn nhớ mà, 660.000 mã này nhá. Các bác ghi mã số 0 đi. À đây này, đâu mà này. 78 em lấy chị ghim. 78 nhá nhà mình ơi. 786-60 đây này. 786-60 nhá. Đâu chị xem nào. Kia, ghim kia. 786-60 nha, em ghim em bắn vào đây rồi nhá. Con này rất là đẹp luôn. Con này là em đẹp nên em quay nhấn mạnh nhá. Tiếp theo con mã số 80. Lưu ý mã số 80 này cho em này. Các bác đọc giá luôn nhé, khi mà gọi điện cho em đọc giá luôn giúp em. 392 cái to luôn này, nhưng mà các bác nhìn cái lũa giúp em đi đã này. Đó, mà nó rất là dài các bác nha. Cái này các bác ghép dề này, đặt đứng cũng rất là đẹp. Hai mặt trước sau đây cho em nha. À, cái này là hàng lũa mới, em vừa mới rửa. À, trước này thì nó rơi vào khoảng 90 cho đến 1 mét nha. Con này tròn nữa này. Cái gỗ nó khô thì nó sẽ như này các bác nhé. Khi mà nó khô đét thì nó sẽ thế này. Cái lũa nó như này. Đấy. Có, vẫn còn một chút rác thì nó không ảnh hưởng gì đâu các bác ạ. Bởi vì là nó có cái mặt bị ấy, ở trong ấy. Đấy, hai con nhá. 392 con nhá. Lên tiếp một cái bộ này nữa là dạng hàng nhỡ nhá. Bộ này mã số 90 ạ. Con 90 này thì em đang để cái mức giá. Cái hàng này thì tầm khoảng độ cỡ 60 phân nhá, 55-60 phân nhá. Giá là 340.000 cho 5 cây nhá. 340 5 cây. Hàng này nhà mình ghép đơn như này cũng được bởi vì nó cũng có cái độ to vừa phải rồi, nó không bị bé quá đâu. Đây lên hai con đây. Hai con rồi này, nó có giá này, hai con này. Ba này. Nó xoắn tròn đều như này này các bác này. Đây nó dáng chữ L như này này. Đó. 4 này. Đây lũa đây. 4 này. Đó, 4 này. Và 5 nhá. 5 cây. Giá em bao ship tại tại nhà thôi. Quá xe à? Thế để cho lấy. Đêm qua em ra em quay cho các cụ xem nhà em sáng nay là nó có những cái gì nhá. Các cụ mới có thấy ẩm không? Em đang hàn tí cái thứ, nó cũng hơi ẩm một tí. Chị bát đi nhá, là chị bát này. Còn một bộ anh ấy, anh xem kỹ con này nhá, bởi vì đi xa đấy. Còn một cái trụ gáo dừa kia với cả một lô 500 nữa. Đây để em gửi ảnh. Trụ bát nghiến. Nhà ông ạ đông vui các cụ. Nạn trong tình trạng đông vui. Đó. Chậu này. Chậu nghiến này. Chậu kháo này. Chậu găng bầu. Hàng cảnh nhá. Con kia này bé quá. Đây em làm cái này cho đại ca nhà em, anh ấy trồng cây. Thích cái uốn éo cơ mà nó cũng quạt mới được. Đây mình làm cái nào ra là ông ấy thích mắt là ông ấy lấy luôn. Thế xong rồi là khách mà thích thì mình đi ra mình lại trộm lại mình bán. Kiểu nhiều lúc nó là như thế đấy. Hai vợ chồng nhiều lúc đấu tranh với nhau nhiều lắm các cụ ạ. Lắm lúc là cũng rất là đấu tranh. Kiểu dạng như là vợ thì thích bán mà chồng thì lại thích trồng cây ấy. Nhưng mà kệ chứ. Em này em vẫn chiều khách nhà em hơn. Không có chuyện đâu.
Anh các bác nhìn thấy cái gì thì mình ưng mình chốt ngay gọi điện luôn thì mới được. Chứ không là là không ai lấy hết. Kiểu như là cái trò này các bác, cái trò này thì kiểu là mình đã vào mắt rồi là thích rồi, là không cần biết là giá cả với cả. Các bác là cứ lo là không có hàng bé nhá, nhưng mà em có hàng bé nha. Đấy, cái lô hàng bé mà ship cho khách bác nào mà có nhu cầu bé này này các bác này. Đấy, bây giờ ra là sẽ làm móc. Làm móc cho các bác. Đấy, con này thì là con thêm thắt rồi, không ăn thua. Con này em tặng thêm thôi. Đấy. Rất là xinh luôn. Mà nó sâu, cái lòng nó sâu. Những hàng như này các cụ về trồng thì nó rất là ok. Đẹp á. Đấy, các bác cần những cái hàng nhỏ này nhắn em nhá, để em tư vấn cho các bác nhá. Còn những cái lô như này thì hết nhanh lắm. Những cái hàng như hàng bé bé như này thì nó nhỏ, thực ra ai cũng thích nhỏ xinh ấy. Nhưng mà em thấy đa phần khách nhà em cứ thích to cơ, không phải cứ thích bé đâu. Một số bác thì thích to, lúc bác thì thích bé. Nói chung là có đầy đủ các bác ạ. Nói chung là cái gì cũng có đấy. Nên nhà mình yên tâm nhá. Nhà mình cứ nhắn em tư vấn cho nhà mình. Cái chiều cao nó đâu đấy vào khoảng cỡ tầm 1m3, 1m4. Đấy, cái này thì thấp hơn một chút các bác nhá. Cái mẫu này hiện tại bây giờ thì nhà em đang có rất là nhiều các bác ạ. Thì em lên giới thiệu tạm hai chiếc này. Còn các bác có nhu cầu xem cái hàng này nhá, thì nhà mình vui lòng giúp em vào trong Zalo đi. Các bác cập nhật Zalo nhá. Số điện thoại Zalo em đọc lại cho các bác nghe này. Thì các bác lưu lại giúp em nhé, 0983185998. Các bác vào em sẽ gửi cho các bác một loạt cái ảnh này luôn. Nghĩa là đã có ảnh giá và kích thước trong Zalo rồi, em mời nhà mình vào thì em gửi cho nhà mình xem nó được kỹ hơn. Thì nhà mình không phải xem từng mẫu từng mã trên này. Ở đây thì em sẽ có cả những cái hàng mini nhỏ nhỏ như này, tầm 5-60 phân, những cái hàng đặt bàn và những cái hàng rẻ tiền tầm khoảng cỡ 5-600, 4-500, 7-800 và những cái hàng như này tầm trên 1 triệu các bác nhé. Có những cái hàng trên 1 triệu, trên 2 triệu và hàng 7-8 triệu nữa. Nói chung là rất là nhiều những mặt hàng khác nhau. Nên là em mong là sẽ được tiếp các bác ở trong gia đình.